Đi 7 à? Không, đi làm. Ai tìm ra nha? Ai tìm ra? Đó đó ai? Lo gì anh? Rồi ok. À ok. Rồi lập cho em cái biên bản, lập cho em cái biên bản đi. Tất cả đó. Em có giấy tờ sao? Đây. Cái. Hai cái. Ba cái. Rồi ok chưa? Đủ rồi đúng không? Chứng minh mà anh làm gì có quyền kiểm tra không? Đó được rồi, không có chứng minh nữa. À, chứng minh là được rồi chứ đúng không? Rồi cho rồi, rồi. Ok ok. Rồi cho rồi, chứng minh nè. Không xuất trình được chứng minh nhân dân. Mấy anh đâu có phải là hành chính đâu mà được. Đây tôi cho ông coi. Rồi bài cho anh cho ông coi chuyên đề chúng ta hành chính đi. Thì ông không quyền chúng ta chuyên đề. À không có quyền đúng không? Rồi rồi được rồi, không có quyền. Không có quyền cũng được. Ok, không sao. Bây giờ hôm nay hồi này tôi bố tôi hỏi rồi tôi gặp ông rồi tôi kêu ông dùng ông lên ông gặp ông tôi hỏi trên đây. Rồi ok. Hả? Không phải cập nhật. Trên máy ông đốt cần trang tính đó, máy ông cần trang tính cái bò đó. Hả? À rồi ok. Làm đi cái gì vậy? Không, tại vì hồi nãy em không có tài liệu gì hết. Nhưng mà nó bỏ trong cái bể xe, nó còn bắt hay đẹp quá. Nó còn muốn không? À đúng rồi. Thế không tiền đi mua này, nhưng mà nó gắn gương vô thì nó còn bắt của mày, đúng không? À. Em là người dân không có người kiểm tra chuyên đề. À, người dân không được kiểm tra chuyên đề rồi. Bắt nó được kiểm tra, cho nên mình nằm mình cũng được kiểm tra. À rồi hả? Rồi ok. Mình cập nhật đầy đủ thông tin chứ à. Chúng ta cái đó làm gì? Hả? Để có được biết để làm gì? Để có thì được đi làm cũng gì? À được đi làm rồi. À. Nếu mà không được ra đường làm gì? Bình thường nhiều người bạn có điều kiện đi bắt tụi bay á. À vậy hả? Nhiều người bạn được đi bạn được đi làm mà vẫn không được đi làm mà vẫn ra đi làm đó. Trả lời đó. Thôi cảm ơn nhưng mà hồi nào bên lắm nhiều. Hồi bên lắm ok. À lên kia đó. À rồi ok lên kia lên đó. Đẹp lên.